Một số trang báo và website chính thức thuộc quận Cam Cali đã đăng tin và thông báo liên quan đến việc nghệ sĩ Hồng Quang Minh, nghệ sĩ Minh Béo bị bắt giữ vào sáng 24 tháng 3. Minh Béo hiện bị giam tại nhà tù quận Cam và sẽ phải hầu tòa Mỹ vào lúc 10 giờ ngày 15 tháng 4 tại văn phòng JC1, nhà tù trung tâm Santa Ana. Số tiền bảo lãnh để diễn viên hài có thể tại ngoại điều tra là 1 triệu USD, tương đương với 22 tỷ đồng. Chiều qua, ngày 28 tháng 3, văn phòng luật sư quận Cam ra thông cáo báo chí, công bố chi tiết sự việc. Theo đó, ngày 25 tháng 3, luật sư quận Cam California đưa đơn kiện ông Hồng Quang Minh, nghệ danh Minh Béo, sinh năm 1977, ra tòa án California, Irwin County, về 3 tội danh, 1 khẩu dâm với trẻ vị thành niên, 2 có toan tính và cố gắng thực hiện hành vi dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi, 3 hẹn gặp và có ý định dâm ô với trẻ vị thành niên. Ngày 20 tháng 3, Minh Béo có cuộc trò chuyện với một nhóm vũ công trong cuộc thi tài năng tại một đài phát thanh ở Houston Beach về việc thử giọng cho một dự án video. Ngày 23 tháng 3, Minh Béo bị cáo buộc khẩu dâm với một cậu bé chưa đủ 18 tuổi khi nạn nhân đến thử giọng. Ngay sau khi bị lạm dụng, cậu bé đã tố cáo sự việc với sở cảnh sát Garden Grove, cơ quan điều tra ban đầu sự vụ này. Ngày 24 tháng 3, một cảnh sát chìm thuộc Garden Grove giả dạng làm trẻ em dưới 14 tuổi liên lạc với Minh Béo. Sau đó, nghệ sĩ hai đã cho là đã sắp xếp cuộc gặp gỡ với cảnh sát giả dạng với ý định thực hiện hành vi dâm ô. Theo thông báo của văn phòng luật sư quận Cam, nếu bị kết tội, Minh Béo có thể phải ngồi tù tối đa là 5 năm 8 tháng tại nhà tù tiểu bang và mang tiền án tấn công tình dục suốt đời. Sáng 29 tháng 3, một đại diện lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Washington cho biết, Đại sứ quán đang tiếp tục thu thập hồ sơ về vụ việc, đồng thời yêu cầu phía Mỹ thực hiện các quy trình xét xử đúng quy định pháp luật liên quan đến công tác bảo hộ công dân. Vị đại diện này cho biết, Lãnh sứ quán Việt Nam tại San Francisco, tiểu bang California sẽ đến thăm hỏi diễn viên Minh Béo vì diễn viên Minh Béo bị bắt tại quận Cam ở tiểu bang California. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin nhớ hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ qua những video mới nhất trên kênh của chúng tôi.